Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng ở trong cái làng chài của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Và mến thưa quý bà con cô bác, thì trước đây là cái làng chài này là cái làng chài mà đánh bắt cá, nhưng mà bây giờ thì như quý bà con cô bác đã đang nhìn thấy cái cảnh mà đánh bắt cá là không còn nữa. Và hôm nay thì Minh Toàn về với làng chài cũng muốn gửi đến video này đến một số quý bà con cô bác, bảo là Minh Toàn đang đi du lịch Hạ Long thì về vào làng chài này và quay cái video để gửi đến một số quý bà con cô bác theo yêu cầu, đồng thời cũng là muốn chia sẻ đến cho quý bà con cô bác hiểu thêm về Hạ Long nói riêng và Việt Nam nói chung. Và như Minh Toàn đang đứng đây thì mến thưa quý bà con, đây là cái cầu thuyền thì đúng hơn là cầu tàu. Đấy. Đây là cái cầu thuyền để giúp cho các cái thuyền đánh bắt cá ngày xưa là về đây neo đậu ở đây. Nhưng mà bây giờ thì thuyền ở trên này thì không thấy nữa. Và như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở trong khu làng chài này rất là rộng luôn. Đây là phía sau của làng chài. Và đây cái cổng này thì khóa và buộc kín luôn rồi. Đây là một phía bên của đằng sau của làng chài. Nơi đây cũng sẽ tổ chức một số cái sự kiện. Đây, như quý bà con các bác đã có thể nhìn thấy các cái phong chữ. Và mến thưa quý bà con, vào mùa này thì không phải là mùa du lịch. Chính vì thế mà cái làng chài ở đây cũng không có khách nhiều. Mà Minh Toàn thấy cũng một số tốt khách, chủ yếu là khách du khách quốc tế, đặc biệt là có rất là nhiều khách của Trung Quốc sang thăm. Và theo cảm nhận của Minh Toàn thì ở đây trong này trồng rất là nhiều cây sưa, nhiều cây dừa, và đây là một trong những cây sưa. Nhưng sưa trong này trồng chủ yếu là sưa trắng chứ không phải sưa đỏ. Sưa đỏ thì quý hơn và hiếm hơn. Đây, các cái sưa trắng này quý bà con khá là to, nên là quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được cái mức đầu tư của Hạ Long. Và về Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng có thể bắt gặp được một số cái hình ảnh, một số căn biệt thự mà dành cho những cái người mà nhiều tiền, có tiền, giống như căn biệt thự trước. Đây cũng là một trong những cái, chỉ là một cái căn biệt thự trong một số rất là nhiều các căn biệt thự thôi. Và cái hồ nước này thì theo cảm nhận của cá nhân Minh Toàn cũng thấy rất là nhiều cá này. Đây là cá rô phi này. Ủa, nhiều cá rô phi lắm. Và hồ nước cũng nước khá là sạch, nhưng mà trên mặt hồ thì cũng không được sạch lắm. Nên thưa quý bà con, đây là phía đằng sau. Và về với Hạ Long thì làng chài là một trong những cái điểm đến mà giúp quý bà con cô bác có thể là một cái điểm tham quan rất là hấp dẫn. Và đây là cái đường xuống cầu thuyền cầu tàu. Đây là cái cầu thuyền cầu tàu. Cái đường xuống cũng là một cái biểu tượng rất là đẹp. Chính như thế mà khi mà về với Hạ Long thì là một cái thành phố du lịch biển, thì quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được những cái vật dụng như thế này thôi, nhưng mà người ta làm cũng rất là thẩm mỹ, rất là đẹp. Hay là những cái mái che như thế này. Đấy, chỉ là mái che nắng thôi, nhưng mà người ta làm rất là đẹp. Trong này thì có cả rạp chiếu phim luôn quý bà con. Rạp chiếu phim, khu vui chơi dành cho trẻ em. Đây, ví dụ như đây là khu vui chơi dành cho trẻ em.
trong khu này thì đây là rạp chiếu phim, và trong rạp này thì có bán một số cái mặt hàng lưu niệm, và nước ở đây thì lại không có luôn. Ở hai bên là có hai hồ chứa nước, rạp chiếu phim này cũng khá là lớn đấy quý bà con. Khá là lớn luôn. Đấy, quý bà con, các bác nhìn thấy hai bên này là hai bên mà vào mùa hè sẽ là xả nước vào đây để cho cảm giác mát mẻ. Minh Toàn sẽ không vào trong cái rạp chiếu phim đấy nữa, mà Minh Toàn đi phía ngoài này để gửi các hình ảnh với cái làng chài này đến quý bà con của bác. Quý bà con của bác nhìn thấy một số cái hình ảnh của du khách quốc tế, và đúng hơn là du khách của Trung Quốc rất là nhiều. Trong này thì có một cái gọi là chợ đêm Hạ Long, nhưng mà ban ngày thì là chợ đêm này không mở, chủ yếu là về ban đêm, người ta gọi là chợ đêm Hạ Long. Trong chợ đêm thì cũng bán một số cái mặt hàng như quà lưu niệm rồi các mặt hàng truyền thống để giúp du khách có thể là về với Hạ Long mua sắm và mua những quà lưu niệm trước khi mà chúng ta rời Hạ Long. Wow, lại gặp em gái này, rất là ăn mặc rất là mát mẻ và rất là hấp dẫn. Đây là cái một khu vườn cây ở trong cái làng xoài này, có nhà vệ sinh. Đây, trong này có Lotte này, rạp chiếu phim này, trung tâm vui chơi này, làng truyền thống này. Em ơi, trong các cái làng truyền thống đấy mình có được vào không em? Trong các cái làng truyền thống đấy có được vào không? Cảm ơn em nhé. Đây là một số cái nhà ở Lotte. Đây, trong này thì quý bà con các bác cũng có thể nhìn thấy được cái sự đang phát triển các cửa hàng này, thì đang mở, đang xây dựng thôi. Wow. Đây, mình toàn xin phép đi ra phía trước này để gửi đến một số cái hình ảnh đến quý bà con cô bác nhé.
Đây có một số cái cây với cảnh quý bà con. Bây giờ làng chài rất là đẹp rồi, chứ không phải là như ngày xưa nữa quý bà con. Gặp em gái em ngồi. Rất là xinh gái và rất là duyên. Đây, đây là cái đường đằng trước. Và cái khu kia đằng trước mặt chúng ta là cái khu mái xanh xanh ấy, là cái khu đấy là khu trung tâm mua sắm. Và đường ở đây cũng rất là rộng rãi các bạn, còn các bạn. Đây, đường đấy rất là rộng luôn. Đằng trước đây thì xây dựng khá là nhiều. Các cửa hàng này thì đây là cái một số cửa hàng về bán về thực phẩm đêm này. Về với Hạ Long đây thì sầm uất hơn quý bà con ạ. Quý bà con của bác nhìn thấy một số cái xe khách đưa các cái du khách về tham quan Hạ Long. Chỗ này là chỗ mà chúng ta vào đi xe máy, chúng ta vào tham quan ở trong này. Quý bà con các bác nhìn thấy một các cái du khách về với Hạ Long, đây là người ta đang đi tham quan. Trong này bãi xe nên mà nó còn ngổn ngang hết các bạn ạ.